trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Hai ngày một đêm mùa 3 đã khởi hành. Phong phú, sôi động, cá chép hóa thùng luồng Lê Dương Bảo Lộc. Wow, sấm chớp nổi dậy, sấm chớp nổi dậy. Thầy hấp dẫn. Chúng em là bé hưng, chúng em là bé hưng. Quánh đầu xì ra cái gì ra cái. Quánh. Từ đây là bến ông Huy nha. Bến ông Huy. Hồi hộp. Đóng cái cầu xuống chưa? Em đóng rồi, em đóng rồi. Trời ơi. Mấy đứa làm gì vậy? Trò chơi gì vậy? Chắc là có đẳng cấp. Có đẳng cấp. Hai ngày một đêm tự do tự lo. Chương trình phát sóng lúc 20:30 trên HTV7 Vion và 20:40 trên Đông Tây Promotion. Mày nói dữ lắm mà. Mày nói dữ lắm mà. Từ từ. Không tiểu bẩm. Không tiểu bẩm. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không có tiểu bẩm gì đó. Em. Sợ quá. Trời ơi. Em sợ cái cậu này. Anh bình tĩnh nè, anh ba nè, anh rồi nè, bình tĩnh, dùng thân thủ nè, từ từ, anh phải dĩnh lên, em mà chung lên sao? Có gì đâu, nó dự anh nè. Wow, ủa sao có con dễ chàng đây vậy? Không có nha, không phải là lỗi của tôi. Bác ơi, em khỏe không? Trời luôn, trời luôn, chăm luôn, chơi luôn em, kệ đi em ơi. Ngồi xuống, em là chiến thuật ngồi. Ok. Đó. Sao mà nó khoái chơi lên đầu trên cổ đàn anh là cái con cua này đó. Ủa sao nó nút lắc vậy? Ê anh bé gần đó. Chỗ này không có đủ chỗ để một chút xíu. Chết đi. Chỗ này một chút xíu. Chết đi. Ồn hơn chờ Cà Mau luôn á. Em ơi. Trời ơi. Em ơi. Cái bầu lưng anh bự quá. Bước qua không vừa. Em ơi. Anh ơi. Em ơi. Trời ơi. Em ơi. Em ơi. lên đây diễn nè, lên đây rồi mới diễn được. Diễn gì chỗ này nữa? Thôi vậy à. Rồi sao lên? Đi qua bên đây đi cứu. Cái con này thiệt luôn á. Đi qua đây nè. Bởi biết nấu lẩu rồi. Con này vô dụng ghê. Cái dai. Trời ơi, cái dai nữa. Đã là cua mà đặt hở dai nữa. Em xuống dưới em đội lên. Mai mốt ta yếu quá ba nghĩ mà lội khỏi vàng cáp đi bớt phiền cái lại. Bây giờ sao lên nè. Ủa hồi nãy chê không cho chơi kiểu này mà. Cuối cùng cũng phải chơi thôi. Trời ơi. Nhịp nhàng đồ vô. Thì cũng ném một lần tấm bọc. Qua đây. Nói lại. Thấy anh đó. Đi lên. Ủa đi lên. Hay á. Cảm giác chân chuông nha. Em ơi, bớt nhũng lại. Đau, bớt nhũng lại. Em bị sản hay như vậy? Thấy không? Anh thấy cái lưng anh bự không? Ừ, cái lưng bự quá. Cắn liền luôn á. Ai, anh dở cái càng tôi lên nè. Trời ơi. Rồi, khúc này dễ rồi. Giống chiều nãy, anh nhớ không? Không, anh, dễ. Em buông đây, em im lặng. Nè, rất là đơn giản đúng không? Quay qua. Đúng rồi. Ok chưa? Quay qua. Ok chưa? Sao anh xách cái em lên? Rồi qua luôn. Ê, lặt dễ nha anh em, mà làm chiêu được á. Đúng rồi. Hả? Sáng ghê đó. Nó có nhanh nhẹn chứ có cái gì đâu mà. Con nâu tì. Ta đã
ông ngu rồi. Rồi, thế em. Anh. Hả? Anh đổ người vào trước chút xíu. Đây, 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 đây. Đó. Vô ga đó. Đó, ờ đúng rồi. Đó. Ê, trơn nha, trơn nha. Rồi, ba cái quỷ này ở dưới quê nè. Đó nè, nè, nhẹ nhàng nè. Sao trơn vậy? Đó, nhẹ nhàng. Ủa, đứng gì mà lấn chiếm lòng đề đường vậy? Không được, đi đi đường sau đi. Được. Nè, đen lên rồi, nghe thôi. Nè, im lặng, thả trôi thôi. Nè, im lặng, thả trôi thôi. Thả trôi. Thì đó, thấy không, nhẹ nhàng thấy không? Hay quá vậy trời. Đơn giản thôi. Chúng tôi có một cua đúng, lực sĩ. Đúng rồi. Rồi sao, vậy anh muốn đi lòng lọt khe hay là anh qua đầu tôi? Em chuyển phát nhanh cho anh đi. Ok, là bứng bứng ép đúng không? Nổi không? À, thấy không? Qua nào, 1, 2, 3, tà 4, 2, 3, tà 4. Ok, vô không? Rồi, rồi. Sao nè, nhẹ nhàng thôi. Bu im lặng, im lặng nè. Nè, nhẹ nhàng thôi. Thả cái đầu ra. Em ơi, em ơi, em ơi. Anh ơi. Em ơi, em ơi, em ơi. Anh ơi. Anh. Ok, ổn, ổn, ổn em ơi. Ok, rồi vậy nè. Rồi. Rồi đi về. Yeah. Lòng chiều nay em nuôi con cá về cho má nấu canh chùa. Ôi cái con cua. Đừng la 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 tụi xuống nè. La 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 tụi xuống nè. Ôi cái con cua. Đừng la 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 tụi xuống nè. Ê kìa con cua. Ủa? Lên lên lên. Lên liền lên liền. Cố lên cố lên cố lên. Từ từ. Rồi rồi. Được 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 được. Lẹ lắm ơi. Nhanh lên. Sai vị trí rồi kìa. Sai vị trí, sai 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 sai. Sai vị trí, giờ về đây về đây. Về đây về đây. Về đây về đây. Anh về đây. Trời ơi. Mới cứu lên mà. Sao không lên được? Lâm ơi. Yếu yếu á, ở nhà nghỉ cho rồi. Để cho nó kẻ nó lên. Nãy giờ anh té 4 lần rồi đó. Ủa sao cái thế kỳ vậy? Đội cái đầu tấm giả lên. Đội lên, đội số lên anh ơi. Cán đi, còn xíu nữa về tới nơi rồi. Ủa còn gì vậy? Cua ngâm tương hay gì? Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Ôi cái con cua. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Sao? Thiếu gì? Hả? Ây da. Đâu quá. Lên đây, lên đây. Lên đây rồi, lên, lên. Lên đây. À, lên đây. Lên, à. Lên đây. Anh đang hồi lôi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Lên. Lít ra, lít ra, khó thở quá. Ây da. Anh điên cùng, điên cùng. Đúng không? Đúng không? Anh coi chừng anh mất lưỡng này đó. Cái gì? Duyên mất giác nha. Ok, thả con này về biển. Thả con này về biển. Nó gì vậy? Thả con này về biển. Giờ đi lại thôi. Ừ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui, ui, ui. Ui, ui, đây, 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 đây. Đi ra. Nè, cái này ok nè. Éo. Ôi. Phải. Trời ơi. Trời ơi. Anh là Châu Hút hả bộ? Lâm ơi. Lâm ơi. Lâm ơi. Lâm ơi. Thôi lôi của ta. Trời ơi. Lâm ơi. Cứu em. Thả anh ra. Trời ơi,
chết tôi rồi. Có được không yêu? Mất quá. Hiếu rồi, Hiếu rồi. Hiếu à. Lên rồi. Lên rồi. Cái chân cộng dưới mà lên đâu. Không có lên đâu hết trơn á. Ở đó đứng đây cho chui. Quát cho chưa. Quát cho chưa. Đem chiếc lợi phẩm về đi à, hết giờ. Ta có thể chia sẻ về cái chuyện trải nghiệm đánh bắt này như thế nào ạ? À? Tôi thì tôi thấy trong cái này mới thấy được cái sự gọi là... Thấy à, hiểu không? Sự ấy là đâu anh? Sự ấy là đâu anh? Em không biết. Em mười mấy thời đại đâu? Dạ, nó từ bên đây cái nó di chuyển qua mình. Ủa? Không có nha. Bên đây làm ăn trong sạch nha. Dạ đúng rồi. Mẹ quá trời. Mũi kia có trong sạch không? Trời ơi, ai cũng vậy. Em có trong sạch quá. Mà sao để một cái người mà có mét mét tư như vậy mà cướp được em hay vậy? Nè, đó nguyên con trong nước nè, giật em trời ơi. Tôi mà giật lộn được với chú là tôi bung cái càm tôi ra rồi, chứ không phải tôi nguyên vẹn tôi đứng đây đâu. Lên bờ xuống ruộng luôn. Em bị Ngôi Cứu Huy giật lên bờ xuống ruộng. Em bị Võ Tấn Phát hả, múc một bụng bùm vỏ vô ống chúm lửng. Ở đây người ta kêu gần Hà Rầm, người ta kêu là Phát ơi, thầu lời, thầu lời. Em mặc kệ, em vẫn chơi. Tại người ta giật của em. Em ngước mặt lên như con thằng lòi sống vậy đó. Thằng lòi sống vậy đó. Rồi giật xong đi hả? Xong đi. Quay. Ủa? Trời ơi, gì đây? Trời ơi. Đất nghe. Wow, hay anh thêm vậy? Thêm có được gì đâu. Quá. Quá trời bộ. Ủa? Hết rồi. Mình đừng có tính ký, mình tính con được không? Nhiều mà. Em bắt nghêu cái này là về mẹ đánh em chết. Nhớ rồi, tắm rồi. Nhà ngày hôm nay mình đói rồi. Tại sao không có yến đào đâu. Ừ. Mà có cái nồi gì. Trời ơi, giữa nữa. Giữa nữa. Thương lái thì tôi nghĩ là 2000 đi. Bốn lạng. Bốn lạng. Bốn lạng thôi. Thắng rồi, hỏi gần nữa. Thôi. Hay vậy. Anh phải thử mới biết được chứ. Đừng có hỏi. Trời ơi. Các cha ơi, các cha. Không có nghe nồi sống mà hả mỏ hết trơn á. Sao tin tưởng được. Cái nó bị ngợm này hả mỏ hết đó. Đi. Trời ơi, em lại anh. Thử đi, không anh. Thử đi, không anh. Thôi, để tụi em tự sợ. Rồi đó. Trời ơi, sốc kỹ quá. Sao mà, sao mà anh sàng bên nông dân bị hại sẹo tôi. Sốc gì là con nó đã nữa. Tôi đã tập quá rồi. Há miệng nữa. Tôi bán mặt cho đánh bán lưng cho trời rồi. Nông dân mà cái miệng như vậy hết chứ. Bà con chứ không ai bằng mấy cái miệng này hết trơn. Hôm nay tao đàng hoàng tử tế lắm chứ không ai mà vậy á. Rồi, cái gì đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, gian thương. Năm lạng. Hơn mình đúng lạng. Thôi rồi mình gỡ lại, không sao. Để cái rổ dưới mà anh ấy. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, rớt nữa nè. Đừng, phát. Ăn gian nó vậy. 1, 2, 3. 2 ký 2. Rồi hả? Đánh. Đây, bên em. Xong rồi, xong rồi, khỏe rồi. Trời ơi, Tình quá. Vợ chồng tôi khổ rồi. Bây giờ tôi hỏi bà con nha. Con cá thò lòi nào vậy? Trời ơi, Thôi, 1.8 hay quá. Kẹo nó đi đâu xuống dưới vậy? Ủa sao giờ còn có nhiêu nè? Ủa? Anh già quá anh Giang ơi! 3 ký, rồi 3 ký. Rồi, 3 ký 1. Rồi, bán luôn. Này mà... 3 ký 1, bán.
bắt đầu nhảy đi. Trời trắng luôn. Mình chơi văn minh đi. Thế sao ai đi chưa? 1, 2, 3 Rồi thắng đi sao? Thôi Minh Giang nha. Em lớn rồi Nhan Ngân. Tấu hề quá ha. Mới tới khúc này rồi. Mới tới khúc đó rồi giờ tấu hề 3 tiếng rồi. Quy ơi rất là đi lại với Quy nha. Rồi nhắn bạn Quy lại. Khó đó vậy đó. Khó vậy đó. Khó nhà em. Không cần phá nhau luôn Ngân. Không thà không ăn dày hả anh Giang. Không cần phá nhau đâu các bạn à. Dũng. Ghê vậy. Wow. Hấp đi. Quy lại nha Quy. Quy ơi là Quy. Không có đánh võng nha. Ghê quá ha. Trời ơi. Chơi liên tục bị đập. Trời ơi. Gác lên. Quay. Vô dụng ha. Ủa là phải đi đường anh mới biết. Đừng nói em mới tịnh tâm em mới đi được. Rồi ok. Rồi đi đi. Chú Tâm anh đang nghĩ gì cái gì? Quán cà phê đang nói rồi danh số kìa. Quán cà phê tháng này thứ bảy nè. Trời quá đơn liền. Hay quá Quay ơi, đúng là con thỏ. Hay quá. Nãy không có tập trung. Này quá anh Quy ơi. Trời ơi. Con bó kìa. Chạy. Rồi luôn. Trời ơi mạnh như vậy. Rút cơ quá. Trời ơi mạnh như vậy. Trời ơi. Nữ quan chắc gào lên sang cái lộ chuyện. Cho người ta về đi. Ngay thiệt luôn. Con bó thật. Quy ơi đàn ông ơi. Lời kéo khủng khiếp quá. Trời ơi, vừa nó đàn ông té luôn. Giật luôn cái câu đúng mà. Trời ơi, nói trời vậy? Trời ơi. Đồ nó cướp con ta luôn. Đó rồi, nó cướp ngựa luôn rồi kìa. Rồi, cái này là ba con lỗi mà. Trời ơi. Quy ơi, cố lên. Cố lên Quy ơi. Cố lên. Chắc chắn. Đó
Nữa rồi. Rồi, đúng thắng cuộc. Tiến Ngân, Bùi Bách. Anh chơi thì còn không nổi đâu. Mệt. Cái Nhung Nhung mới mệt. Cái này mệt lắm á, phải giỡn đâu. Em chơi Ngân mà. Giờ tới ai? Tôi đại diện cho đội tôi xin phép mời Lý Dương Bảo Lâm. Một tràng pháo tay cho tôi được không ạ? Đội mình cử ai ạ? Em đó. Rồi, tôi xin cử Hiếu thứ hai ạ. Ok luôn. Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi, cái miệng này nữa. Cánh tay của tôi cử. Chơi. Em ơi, thổi nổi rồi nha. 3, 2, 1, go. Gì vậy? Sổ xì tới đây, sổ xì không nghe lời anh vậy. Sổ xì tới đây, sổ xì. Sổ xì. Cười quá đi. Rồi, ai thắng là lên đó. Kỳ quá à. Trời ơi, Lâm hay vậy? Tè. Tới rồi mà Lâm. Chưa tới. Chậm mới chắc, đi nhanh là té. Lâm. Chậm qua đi, Lâm được. Lại. Chậm hơi Hiếu, bình tĩnh, giữ thăng bằng Hiếu ơi. Rồi Hiếu, hay. Hiếu chạy. Chết rồi, Hiếu cầm đầu. Đúng rồi, qua luôn. Qua Hiếu, đúng rồi. Ủi đi anh Lâm. Làm ghê lắm, đừng có giỡn. Ủi đi anh Lâm. Làm ghê lắm, đừng có giỡn. Ủi. Trời ơi anh Lâm kìa. Đúng là đô vật. Bây giờ Đồng Nai. Bây giờ Đồng Nai. Hiếu nhìn thì chưa kịp đâu, làm sao. Làm ghê lắm, làm con có cái máu giăng manh đậu. Kéo lại à. Anh bỏ lại thôi, bỏ lại. Cao quá, thấp thôi. Thấp đi, cao quá. Anh bay lên. Lộn mèo quá luôn. Ủa, hay rồi. Trời ơi. Sao mọi người nhảy cao thế? Cẩm đầu. Trời ơi. Cẩm đầu. Trời ơi. Cẩm đầu. Ủa sao bóp hết người ta vậy? Kéo Hiếu lê lết tội nghiệp không? Qua chung. Qua chung phải không? Ừ, vậy thôi. Cái đó sao vừa hai người? Nhanh lên anh Lâm ơi! Qua luôn! Gì vậy? Rồi, tạm lưng rồi. Chưa vô đâu thằng. Vô đó khó lên chứ đâu. Nó làm bằng cái gì? Cao su hả? Cao su hả? Cái đai đồ quần áo, rồi đai đồ thồ người ta đi. Đó, để một cái vô nè. Tập á. Vô đi. Anh Lâm thôi, người để chồng Hiếu vô để có cái lỗ ông cười theo. Chết. Vui lắm. Chuẩn bị đi. Mệt quá. Nghĩ đồ lại. Để ai? Dễ quá. Đây mới quan trọng nè. Lâm ơi, đuôi đi. Hên. Này, nhanh lên Hiếu. 3, 2, 1. Chưa, qua đây nữa. Hay quá Lâm ơi. Ủa Hiếu ơi. Thôi. Em thôi. Sao rồi em ơi? Hay quá Lâm ơi. Em tự hào với anh. Mệt quá. Mệt nha. Tiền định luôn á phải không? Lắm luôn. Vion phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.